Cái đây suốt năm lá mì nóng không à? Cho anh xin phép quay nè, à, em giới thiệu về cái chợ mình. Dạ, à, cá bò da hả chị? Quay cái đây nào, quay cái đây nhỏ. Cái này là cái gì đó chị? Cái chình. Nghề nướng đó, quên đường về luôn. Em không có biết chế biến mấy cái món này. Đi nương đi rẫy không mà đâu có thời gian đâu chế mấy món này, đi ruộng mà. Đó, em. Cái này là cái gì cái canh? Dạ, cái nhái xanh su xanh hả anh à? Ồ. Trái mua một mua gì mua em trái. Dạ mua rồi đó chị. Em cho cá 20.000 miếng này, 80.000 ký rỉ hả?
chừng chúng ta đập. Dạ không có. Tỏi này thì có nguồn gốc ở đâu hả chị? Ở Ninh Thuận mình đó. À Ninh Thuận mình hết hả chị? À, dạ. Tỏi cô đơn mà bên ở của Ninh Thuận mình thì bán sao hả chị? Hả? Tỏi cô đơn hả chị? Bán cái này. Cô đơn này. Cô đơn tỏi cô đơn. Cái này là của Ninh Thuận hả chị? À hả? Này của Ninh Thuận hay là của nước nào? Thì đây của nước ở đâu chị? Lấy về ta lấy về thì chị đi bán nè. Đây là tỏi mồ côi. À. Đó, mồ côi. Mà đi cho cô quay nè, chị, dài. Chị thấy không rõ nè. Thông cảm, ở rẫy mới lên thì có gom được bọc được nhiêu tiền đó thì đi mua nhiêu. Đây cả nhà. Còn ở vô đây nè, đi chợ Đầm Nại. Ghé qua chị bán tỏi mà chị cũng vui vẻ bán cho mình đó cả nhà. Chứ có nhiêu đây à, đi rẫy lên xa thông cảm nha chị. Dạ. Đây, sau khi chúng ta đi qua một giờ một vòng chợ Đầm Nại thì bây giờ chúng ta lên xe chúng ta đi về.